Kính thưa cộng đoàn, chúng ta nhìn lên bàn thờ ngày hôm nay không có một bông hoa nào. Vào mùa chay không trưng hoa trên bàn thờ. Điều đó gợi nhớ cho chúng ta một hình ảnh sa mạc. Nơi sa mạc đồng khô cỏ cháy, nơi sa mạc ta có thể thấy đó là xào huyệt của ma quỷ. Và cũng nơi sa mạc, nơi đó con người tìm được sự tĩnh lặng và có thể nghe được tiếng Chúa. Ngày hôm nay các bài đọc đưa chúng ta trở về với bối cảnh của những cuộc cám dỗ. Cuộc cám dỗ tiên khởi chúng ta vừa nghe trong trích đoạn Sáng Thế Ký. Câu chuyện ma quỷ cám dỗ ông Adam và bà Eva. Câu chuyện của nguyên tổ đưa tay hái trái cấm. Câu chuyện của một nhân loại lầm lũi trong tội lỗi và đau khổ. Có thể có người bảo rằng đó là câu chuyện cổ tích, câu chuyện ngày xưa ngày xưa. Đến cuối thế kỷ này mà còn tin rằng có quả táo cho Eva giơ tay hái thì quả là thơ ngây. Đúng vậy, chúng ta không buộc phải tin có quả táo, thế nhưng cơn cám dỗ là có thật. Chúng ta không buộc phải tin Eva đưa tay hái trái táo, nhưng tội lỗi ở trần gian là điều có thật. Chúng ta không buộc phải tin có cái hoạt cảnh của Adam Eva bứt lá che thân bởi vì họ trần truồng và xấu hổ, nhưng sự trần truồng và tội lụy của con người là có thật. Thánh Kinh muốn nhắc nhở cho chúng ta một điều căn bản. Ngay từ lúc khởi đầu của công cuộc sáng tạo, con người được dựng nên tốt đẹp biết bao. Thế nhưng vì nhẹ dạ, thế nhưng vì đã mở lòng để đối thoại với những cơn cám dỗ, cho nên con người đã thất bại thảm thương. Để rồi tất cả những ai được sinh ra trong dòng dõi của con người, dòng dõi của Adam, đều mang thân phận yếu đuối và tội lỗi. Tất cả và từng người chúng ta đây đều có kinh nghiệm đối diện với những cơn cám dỗ. Tuổi nào cũng có những cơn cám dỗ. Và có thể nói tất cả chúng ta đã có kinh nghiệm của những cuộc ngã quỵ. Hơn một lần chúng ta quỵ ngã trên đường đời. Cơn cám dỗ của Eva và sự ngã quỵ của nguyên tổ được lặp lại trong đời sống của chúng ta. Và Thánh Matthew đưa chúng ta trở về với ba cơn cám dỗ của Chúa Giêsu sau khi người đón nhận phép rửa của Gioan nơi dòng sông Giô-đan. Thánh Thần run rủi Đức Giêsu vào hoang địa để chay tịnh và để đối diện với những cơn cám dỗ. Ba cơn cám dỗ khởi đầu với việc ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu sau 40 ngày chay tịnh, ngày đói, và ma quỷ nói: nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy biến cục đá này thành bánh mà ăn đi. Cám dỗ đánh vào cái bụng của con người thì hầu như 10 lần đều thắng. Bởi vì con người của chúng ta khi mà đói rồi thì không còn làm được gì cả. Khi đói rồi ta không còn đủ sức mạnh của lý trí. Có người kể cái kinh nghiệm của mình ở trại cải tạo. Ở bên ngoài có thể giữ những chức vị rất lớn, nhưng khi ở trong trại tù thì mới thấy sao mà mình nhỏ nhoi, yếu đuối và ích kỷ đến thế.
tất cả vì miếng ăn, vì sự sinh tồn. Ma quỷ tấn công Chúa Giêsu: nếu ông là con Thiên Chúa thì biến cục đá này thành bánh đi. Và nó tưởng rằng nó thắng lớn, nhưng không, ma quỷ thất bại thảm hại. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ bởi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Tưởng rằng sau lần thất bại ấy, quỷ bỏ Chúa Giêsu. Không, chúng tìm cách để một lần nữa tiếp cận, và lần này không đánh vào cái bụng, không đánh vào sự đói khát, nhưng đánh vào cái danh dự, đánh vào những cái gì mà người ta vẫn cứ tìm kiếm. Ông hãy gieo mình xuống núi đi, bởi vì có lời chép rằng thiên thần sẽ nâng đỡ bạn để bạn khỏi vấp chân vào đá. Ma quỷ dùng chính lời của Chúa để cám dỗ Chúa. Ma quỷ tưởng rằng điều đó có thể làm cho Thiên Chúa vấp ngã. Có thể gọi đó là một cơn cám dỗ rất thường gặp trong đời sống. Ai cũng muốn thị uy, ai cũng muốn được bày tỏ khả năng và quyền lực của mình, ai cũng muốn cho người khác phải thán phục. Nhưng Đức Giêsu không phải là một sơn đông mãi võ. Đức Giêsu không phải là kẻ đến cho người ta vỗ tay tán thưởng, mà đấng hiến dâng mạng sống để cứu chuộc muôn loài. Đức Giêsu đã chiến thắng ma quỷ bằng một sức mạnh, bằng một nội lực: ngươi đừng thử thách Thiên Chúa. Ma quỷ thất bại lần thứ hai. Và rồi lần thứ ba, chúng đưa người lên trên đỉnh núi cao, chỉ cho người thấy tất cả vinh quang của thiên hạ, và nói với người rằng: nếu ông quỳ lạy tôi sẽ ban tất cả vinh quang đó cho ông. Làm sao ma quỷ có thể nói một lời lộng ngôn đến như thế? Và chúng ta cũng có thể nói ngược lại: chỉ có quỷ mới có thể nói lộng ngôn như vậy. Lần này nó không dám nói nếu ông là con Thiên Chúa, bởi vì nó đã biết chắc Đức Giêsu là Thiên Chúa. Nhưng thử thách đánh vào chính Thiên Chúa: ông quỳ xuống bái lạy tôi đi, tôi trao tất cả vinh hoa trần gian này cho ông. Nó không hiểu nó đang nói gì, bởi vì đối với Thiên Chúa, trời là ngai của Ngài và đất là bệ dưới chân Ngài. Tất cả những gì của trần gian coi là phú quý, đối với Thiên Chúa nào có nghĩa lý chi. Lúc này Đức Giêsu đuổi tên quỷ đi: hãy xéo đi, hỡi Satan, xéo đi. Satan đã ba lần thảm hại trước những cơn cám dỗ của Chúa Giêsu. Thưa cộng đoàn, ba cơn cám dỗ của Chúa Giêsu mà tin mừng Matthew trình thuật cho chúng ta hôm nay, đó là ba cơn cám dỗ kiểu mẫu, ba cơn cám dỗ tiêu biểu cho những cơn cám dỗ của nhân loại mọi thời và mọi nơi. Đó là những cơn cám dỗ của danh, cơn cám dỗ của lợi, cơn cám dỗ của thú. Danh, lợi, thú là ba cơn cám dỗ đeo bám thân phận con người của chúng ta. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa làm người, đã chiến thắng vẻ vang, ma quỷ đã rút lui, nhưng chúng không bao giờ rút lui mãi mãi. Chúng quay trở lại để tấn công con cái của Thiên Chúa là chúng ta. Ma quỷ vẫn hàng ngày rình rập ở bụi bờ để tấn công chúng ta. Cách thức thế nào? Chắc chắn không phải như kiểu của những hoạt cảnh chúng ta vẫn xem trong những mùa Giáng sinh, hình ảnh của một con quỷ đen đủi có cái đuôi và cái sừng khủng khiếp. Quỷ như thế thì không cám dỗ được ai, bởi vì mới xuất hiện thì người ta đã chạy. Ngày hôm nay
quỷ đội Lốt bằng rất nhiều hình ảnh tươi đẹp mà người ta tìm đến. Thứ quỷ cám dỗ cái bụng của con người, thứ quỷ cám dỗ đôi mắt của con người, thứ quỷ cám dỗ lý trí của con người, bày ra trong trí khôn của con người những gì là vinh hoa phú quý nhất và muốn con người đạt được với mọi khả năng và mọi cách thức, bất chấp tiếng nói của lương tri. Có những thứ ma quỷ bày ra mà ta cứ tưởng rằng đó là điều Chúa muốn. Cần phải có đời sống cầu nguyện, cần phải có sự chay tịnh trong lòng để có một sức mạnh nội tâm mà nhận ra đâu là những mưu trước của ma quỷ. Ma quỷ đang tấn công chúng ta từng ngày từng giờ, và nếu chúng ta không có vũ khí là chính ân sủng của Thiên Chúa, nếu chúng ta không có được sức mạnh bởi chính chúng ta lắng nghe lời của Chúa, nếu chúng ta không có một nội lực nhờ việc chúng ta biết cầu nguyện với Chúa, thì chúng ta thua là cái chắc. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy hơn một lần chúng ta ngã quỵ. Thế nhưng như nguyên tổ xưa kia đã ngã quỵ một cách thảm hại, Thiên Chúa vẫn yêu thương không bỏ con người. Thiên Chúa vẫn hứa ban đấng cứu độ đến để cứu nhân loại. Ta đặt mối thù giữa mi và dòng giống người phụ nữ, dòng giống của người nữ sẽ đạp dập đầu mi. Thưa cộng đoàn, trong thư gửi cho giáo đoàn Roma mà chúng ta nghe ở bài đọc thứ hai ngày hôm nay, Thánh Phaolô đã làm một cái so sánh rất tuyệt vời. Một bên là cái chết do Adam cũ phạm tội, và một bên là sự sống được chuộc về do con một Thiên Chúa, đấng đã vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá. Vì tội lỗi của một người mà cả nhân loại phải chết, thì giờ đây nhờ sự công chính của một người mà cả nhân loại được sống. Chúng ta giàu có phạm tội thế nào chăng nữa, thì Thiên Chúa vẫn yêu thương sai con một của Ngài đến để xóa hết tội khiên, để Ngài đóng đinh tội lỗi của chúng ta vào thập giá, để cho chúng ta được công chính hóa và sống hiên ngang trong tư cách là con. Chính vì thế, sứ điệp của bùa chay không phải làm cho chúng ta chỉ là đau khổ, nhưng còn làm cho chúng ta vui mừng và hy vọng. Bởi lẽ dẫu có yếu đuối, Chúa vẫn yêu thương; dẫu có sa ngã, Chúa vẫn nâng đỡ dậy. Và chúng ta đừng bao giờ thất vọng về mình. Ơn của Chúa đủ cho chúng ta. Chúng ta noi gương Chúa Giêsu, đấng đã chiến thắng tội lỗi, để giờ đây chúng ta cũng cố gắng mỗi ngày chiến thắng những cơn cám dỗ, để có thể đi vào cuộc vượt qua với Đức Giêsu. Cuối chặng đường của cuộc vượt qua ấy, mầu nhiệm thập giá dẫn chúng ta đến vinh quang phục sinh. Ai dám chết cho Chúa Giêsu thì chắc chắn được sống lại vinh hiển với người.